Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình góp Get 200 token có kèo là GTE các anh em. 1 GTE khoảng 0.1 đô ạ. 200 token khoảng 20 đô cho giá này các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video bấm nút start nè bạn. Sau khi bấm nút start xong thì các bạn bấm nút join này góp nha bạn. Sau khi các bạn join này góp xong thì các bạn làm nhiệm vụ nè bạn. Các bạn join kênh góp tại Twitter thì các bạn follow nè các bạn. Follow retweet tăng 3 người bạn vào nha bạn. Đây thì các bạn theo dõi nè, bạn lướt xuống các bạn like nè các bạn, rồi trích dẫn cho tự quyết nè các bạn tăng 3 người bạn vào nữa các bạn. Mình dự án này không biết có ăn được không nhưng mà mình thấy giao diện khá là bắt mắt các bạn, khá là đầu tư luôn, đẹp mắt luôn. Cộng mình bỏ đi. Phải các bạn em coi tài Twitter mình phải tài khoản cộng lưu du. Rồi các bạn tài quyết lại nha bạn. Sau khi các bạn tài quyết lại các bạn bắt up lại nha các bạn. Thì các bạn follow like và follow tài Facebook nè bạn. Follow Liquid nè các bạn. Rồi các bạn tiếp tục thì các bạn subscribe website của nó nha bạn. Ở phần thì làm tất cả các trang mạng xã hội của nó nghe các bạn rất là dễ luôn. Thì website của nó thì các bạn lướt xuống nghe tất cả các bạn. Nó kêu mình subscribe rồi các bạn bắt cái địa chỉ email của tất cả các bạn vào nghe các bạn. Cho anh địa chỉ email mình vào nha bạn. Rồi bạn gỡ nha bạn. Rồi gọi các bạn like, follow Instagram, subscribe YouTube rồi bạn bấm vào submit tên nha các bạn. Rồi nó có join kênh group không bấm don. Tiếp tục thì gỡ bạn gỡ là tài liệu file username tài Twitter của tất cả các bạn thì các bạn vào trang cá nhân của mình, các bạn vào ba chỗ gạch, bạn chia sẻ, các bạn copy đường link tài Twitter của mình nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục thì u bờ lục file tài Facebook các bạn thì các bạn cũng copy trang cá nhân Facebook mình các bạn thì mình đã sang qua đây cho nó mau các bạn ơi. Chứ giờ chở qua trang Facebook nữa lâu lắm. Bạn nào không biết thì đây là comment dưới hướng dẫn các bạn. Liquid thì bạn gửi nó thông tin lên cho nó thôi các bạn. Liquid đâu ta? Mình nhớ mình rồi. Liquid thì các bạn trả về nha bạn. Các bạn nhấp vào đường link Liquid nè các bạn. Liquid thì các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Các bạn follow nhấp vào trang cá nhân của mình cho chính chấp bên tay trái nè. Rồi các bạn copy cái đường link trên đây nè các bạn. Cho bot nha các bạn. Tiếp tục thì tiếp tục điền địa chỉ email của bạn subscribe nha các bạn. Tiếp tục thì bạn gỡ là đường link profile thì cái này nó yêu cầu thông tin những username, không thì username quá dễ nha các bạn. Bạn copy Instagram mình nè các bạn. Đang gọi cho bot nè các bạn. Tiếp tục thì lên YouTube nha các bạn.
Gục bấm đòn nha bạn. Đòn luôn. Yes. Tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ với ETH các bạn. Trời ơi, mình chưa gì trơn, mình bấm rồi tiếp tục các bạn gọi địa chỉ với ETH AC mưa với chocolate Master Wallet các bạn. Mình khởi động bot lên các bạn ơi. Vậy video này cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.